Tin quân sự 28 tháng 6 Cuộc nổi dậy của Wagner Điều gì đang xảy ra ở Nga? Binh biến Nga chấn động Trưng Nam Hải Ông Tập Cận Bình lo bị phản bội quanh mình Kim Chi kính chào quý vị đang theo dõi bản tin quân sự ngày 28 tháng 6 của DKN Kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN Kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Cuộc nổi dậy của Wagner, điều gì đang xảy ra ở Nga? Thưa quý vị, sau so nỗ lực đảo chính vào cuối tuần trước của nhà lãnh đạo Wagner, Zhezhny Prigozhin, Tổng thống Putin vào đêm thứ hai tuyên bố rằng ông đang trao cho các chiến binh Wagner cơ hội ký hợp đồng với quân đội Nga, trở về nhà hoặc gia nhập với Prigozhin ở Belarus. Vào sáng thứ ba, Tổng thống Putin đã ra lệnh hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bất kỳ thành viên nào của Wagner. Khi nhiều chi tiết xuất hiện từ sự hỗn loạn của cuộc nổi dậy bị hủy bỏ, một số điều đang trở nên rõ ràng hơn, trong khi những điều khác vẫn bị che đậy nhiều người phương tây đã kết luận chắc chắn rằng vụ việc đã gây tổn hại cho tổng thống putin tổng thống belarus alexander lukashenko đã tổ chức các cuộc hội đàm rộng rãi với cả tổng thống putin và brigozin vào thứ bảy ngày quan trọng khi quân đội wagner chiếm đóng trung tâm rostov mặc dù chi tiết của các cuộc điện thoại đó vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ nhưng tổng thống lukashenko sau đó đã thừa nhận rằng brigozin đã được đảm bảo an ninh như tổng thống putin đã hứa và đã xác nhận rằng ông Prigozhin đang ở Belarus. Ông Lukashenko cũng tiết lộ những phần quan trọng trong cuộc đàm phán của ông với Prigozhin vào thứ Ba mà trước đây chưa được báo cáo. Kênh Telegram của Nga Chiến dịch Z đưa tin rằng Lukashenko phần nào thông cảm với Prigozhin và hoàn cảnh khó khăn của ông chủ Wagner, đồng thời truyền đạt rằng thủ lĩnh Wagner vô cùng khó chịu vì Bộ Quốc phòng Nga bị cáo buộc đã giữ lại đạn pháo mà Wagner cần ở Bakhmut dẫn đến thương vong không đáng có cho thành viên Wagner. Khi Prigozhin nói rằng một trong những điều kiện chính của ông để chấm dứt cuộc nổi dậy là cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Tổng thống Lukashenko đã thẳng thừng nói rằng sẽ không ai bị cách chức trong tình huống này. Ông Lukashenko được cho là đã nói rằng nếu quân Wagner tiếp tục hành quân tới Moscow, họ sẽ bị nghiền nát như một con bọ Tổng thống Belarus cũng cho biết rằng Tổng thống Putin sẽ bảo đảm an toàn cho Prigozhin nếu ông ta từ chức. Truyền thông Mỹ đưa tin Belarus đang xây dựng một căn cứ quân sự cho tới 8.000 quân Wagner cách biên giới Ukraine khoảng 200 km về phía bắc. Lukashenko rõ ràng về điều mà ông coi là lợi ích vô giá khi có Prigozhin và Wagner ở đất nước của mình. Tổng thống Belarus nói họ sẽ cho chúng tôi biết về vũ khí. Đây là điều vô giá. Đây là những gì chúng ta cần học hỏi từ Wagner. Prigozhin bị cáo buộc đã mang theo 25.000 chiến binh khi ông thực hiện một nỗ lực bất thành để lái xe đến Moscow. Có bao nhiêu người chấp nhận lời đề nghị của ông Putin để gia nhập quân đội Nga? Bao nhiêu người đến Belarus với ông Prigozhin và bao nhiêu người chỉ về nhà vẫn chưa được biết vào thời điểm này? Cũng không rõ liệu Tổng thống Putin có cho phép các chiến binh Wagner chọn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để duy trì cấu trúc lực lượng độc nhất của họ hay không. Rất có thể sẽ có ít người chấp nhận lời đề nghị của tổng thống Putin vì cấu trúc và hiệu suất cách chiến đấu của Wagner về cơ bản khác với cách quân đội Nga vận hành. Wagner ban đầu được thành lập bởi Dmitry Utkin, cựu trung tá lực lượng đặc biệt trong lực lượng Spetsnaz của Nga. Nhiều cấu trúc của Wagner, giới hạn bộ máy hành chính, tập trung vào các hành động chiến đấu trực tiếp và dựa trên các yếu tố đơn vị nhỏ gắn bó chặt chẽ tương tự như cấu trúc của Spennard. Sự khác biệt đó là một trong những lý do chính khiến Wagner thành công, đặc biệt trong chiến đấu, mà ít đội hình khác của Nga có quy mô tương tự đã thất bại. Một trong những lý do đó có thể khiến ông Putin sẵn sàng chịu đựng Prigozhin lâu như vậy, là vì ông Putin không muốn mạo hiểm để mất đơn vị chiến đấu hiệu quả nhất của mình. Điều mà ông sợ có thể xảy ra nếu ông kỷ luật Prigozhin. Đầu tiên, điều gì sẽ xảy ra với tập đoàn Wagner? khi bắt đầu cuộc nổi dậy wagner đã cử quân tham gia cho chính phủ nga ở syria và một số vùng của châu phi điều gì sẽ xảy ra với tổ chức ở những địa điểm đó liệu việc brigozin bị trục xuất đến belarus có nghĩa là ông không còn phụ trách wagner nữa hay vẫn giữ được vị trí của mình chưa ai ở moscow trả lời câu hỏi đó và liệu quân đội wagner chọn chuyển đến belarus có còn hoạt động dưới sự chỉ huy của brigozin hay không Điều quan trọng nhất đối với Tổng thống Putin có lẽ là thỏa thuận đạt được với Brigozin và phi quân sự hóa hiệu quả Wagner ở Ukraine ảnh hưởng đến các mục tiêu chiến tranh của Nga như thế nào. Không có đơn vị nào hiệu quả hơn trong chiến đấu trong năm qua hơn Wagner. Rất có thể, Nga sẽ phát động một số hình thức tấn công vào mùa hè hoặc đầu mùa thu này. Wagner trước đây được cho là đã tái vũ trang và xây dựng lại sức mạnh và dự kiến sẽ sẵn sàng chiến đấu vào tháng 8. Nếu không có lực lượng tấn công dày dặn kinh nghiệm của giới lãnh đạo Nga, liệu các đơn vị khác của Nga có thể lấp đầy quang trống hay sự vắng mặt của Wagner sẽ buộc Kremlin phải thay đổi kế hoạch tấn công. Từ quan điểm của Ukraine, các sự kiện của cuộc nổi dậy của Prigozhin là một lợi thế. Người Nga không chỉ mất đi đội hình tấn công, thành công nhất của họ, mà sự hỗn loạn mà vụ việc gây ra cho toàn bộ lãnh đạo quân đội Nga, ít nhất là tạm thời, đã làm suy yếu phía Nga hầu hết các tuyến phòng thủ của Nga hiện đang chiến đấu chống lại cuộc tấn công của Ukraine đều không dựa vào Wagner và do đó không còn nhiều thay đổi đối với cuộc chiến hiện tại. Nhưng chắc chắn, kỹ lo ngại về một cuộc tấn công của Nga hơn nhiều so với trước đây. Nếu các quân đội Nga khác tiến hành cuộc tấn công vào cuối mùa hè, họ có thể bớt tự tin hơn khi biết rằng Wagner sẽ không còn dẫn đầu hoặc sẵn sàng làm đội cứu hỏa để giải cứu bất kỳ sự suy yếu nào của phòng tuyến Nga vẫn còn phải xem liệu các đội hình tấn công khác của Nga có thể bắt kịp và thay thế tiềm năng của Wagner hay không. Trong mọi trường hợp, toàn bộ vụ Brigazin ít nhất đã tạm thời làm suy yếu Tổng thống Putin về mặt chính trị, bộc lộ sự mất đoàn kết và bất ổn trong hàng ngũ quân sự cấp cao của Nga, đồng thời khuyến khích lực lượng vũ trang Ukraine. Binh biến Nga chấn động Trưng Nam Hải Ông Tập Cận Bình là bị phản bội quanh mình. Cuộc binh biến của tập đoàn Wagner kết thúc sau chưa đầy 24 giờ là một báo động giả, nhưng nó đã phơi bày sự yếu kém của chế độ ông Putin với thế giới. Akio Yabata, một nhà báo cấp cao của Nhật Bản, tin rằng ông Tập Cận Bình, người có tình bạn không giới hạn với ông Putin, cũng rất sợ một brigudin xuất hiện trong quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc cuộc binh biến bất ngờ của tập đoàn Wagner. Vào dạng sáng ngày 24 tháng 6, Brigazin, thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Wagner, Nga, lần đầu tiên công khai nổi dậy, phát hành một video cáo buộc ông Putin phát động cuộc chiến tranh Nga-Ukraine dựa trên những lời dối trá. Cuộc binh biến chỉ kéo dài 24 giờ rồi kết thúc vội vàng. Tuy nhiên, vụ nổi loạn vẫn gây chiến động thế giới. TheKaiSin.com của Trung Quốc đã đăng một bài báo vào ngày 24 tháng 6 nói rằng lực lượng của tập đoàn Wagner đã di chuyển từ chiến trường Ukraine trở lại bang biên giới Nga là Rostov-on-Don và đe dọa tiến vào Moscow để tuyên chiến với lãnh đạo Bộ Nga. Điều đã trở thành biến số quân sự lớn nhất xuất hiện cho đến nay trong trại Nga trên chiến trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc vào ngày 24 tháng 6 gọi cuộc binh biến của quốc Wagner là một hành động phản quốc. Brazil đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB điều tra hình sự với cáo buộc kêu gọi nổi dậy vũ trang. Yaba Akio, binh biến ở Nga, Tập Cận Bình lo bị phản bội quanh mình. Vào ngày 25 tháng 6, Akio Yata, hiện là giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ báo Nhật Bản, Sankei Simbun, đã bình luận về cuộc binh biến của tập đoàn Wagner trên Facebook. Yabayako tin rằng cả Prigozhin và Putin đều không dám đặt cược vào cuộc đảo chính nên cả hai đã thỏa hiệp. Lý do tại sao cuộc đảo chính của Wagner lần này là ngược chiều có lẽ là do Prigozhin và ông Putin không biết phải làm gì. Prigozhin sợ rằng sau khi 25.000 quân do ông dẫn đầu đã chạy hàng nghìn dặm tới Moscow, nếu ông bị kháng cự ngoan cố bên ngoài thành phố, và nếu thành phố bị phá vỡ trong một khoảng thời gian ngắn, nguồn cung cấp và tinh thần có thể có vấn đề. Ông Akio nói, điều mà Tổng thống Putin lo sợ là quân nổi dậy của Wagner sẽ gây ra một trận hỏa hoạn trên khắp nước Nga. Chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài hơn một năm đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng về kinh tế. Một khi sự bất mãn của người dân bùng phát, thì càng có nhiều người tham gia phản loạn ngày càng nhiều. Có thể vượt khỏi tầm kiểm soát nên không bên nào dám đánh cược. Thế là thỏa hiệp nói trên xuất hiện. Ông Akio tuyên bố trong bài báo rằng cuộc binh biến này là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với việc Tập Cận Bình tấn công Đài Loan. Ngoài ra Tập Cận Bình sẽ nghi ngờ và tự hỏi Brigazin bên cạnh mình là ai trong tương lai. Khi ông ấy lật qua danh sách các tướng lĩnh của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, ông Tập có thể ngạc nhiên khi thấy rằng mọi người đều trông hơi giống Brigazin. Yaba Akio cũng phân tích rằng Prigozhin đã tưởng tượng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ hoặc NATO. Nhưng điều đó là không thể bởi Wagner đã làm quá nhiều điều vô lý trong chiến tranh Nga-Ukraine. Prigozhin và những người tương tự của ông ta, cuộc chiến sau đó, ông ta sẽ được gửi đến một toán quân sự. Ngoài ra với sức mạnh của Wagner, ngay cả khi chiếm được Moscow cũng khó có thể thống nhất toàn bộ nước Nga. Sau khi chế độ Putin bị lật đổ rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc hỗn chiến của các lãnh chúa. Điều mà các nước phương Tây phải cân nhắc là vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc binh biến Wagner đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận khác nhau về sự thân mật không giới hạn giữa Trung Quốc và Nga. Một cư dân mạng đăng ký trên Twitter với tài khoản cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã diễn giải vụ việc Wagner và tin rằng Prigozhin và Putin đã có mối quan hệ cá nhân hơn 30 năm mục đích của Brigozin không phải là làm sáng tỏ phe của hoàng đế mà là thay thế ông ta. Vương Đan, một nhà hoạt động dân chủ viết trên Twitter. Điều gì đang xảy ra ở Nga? Đảo chính, binh biến. Một khi Tập Cận Bình phát động chiến tranh, liệu điều đó có thể xảy ra ở Trung Quốc không? Một số cư dân mạng trả lời, hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi tin Tập Cận Bình, tôi lo lắng mỗi ngày. Một cư dân mạng khác nói, Cuối cùng thì dù đảo chính hay binh biến, đảng đều thắng, trừ khi có một cuộc nổi dậy của quần chúng. Sau khi tin tức về cuộc đảo chính của Prigozhin được đưa ra, nó đã ngay lập tức thu sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc và nhanh chóng chiếm vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ bảy và thứ tám trong 10 danh sách được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, mạng xã hội số 1 của Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã mô tả vụ việc trên Bô là hơi giống cuộc nổi loạn An Lộc Sơn thời nhà đường. Luật sư Dan Harris, người thường đánh giá các vấn đề Trung Quốc, cũng so sánh tác động của vấn đề này với tình hình ở Trung Quốc trên Twitter. Nga đang trên bờ vực nội chiến, nếu đủ người nổi loạn, Putin có thể suýt mất đầu. Trong vòng một tháng và một chiến thắng vang dội cho Ukraine, đây là một vấn đề lớn đối với Trung Quốc và Tập Cận Bình. Sau xuất kết thúc này chỉ là một nửa nhưng hãy mơ lớn. Khó thử lòng trước hết phải đảm bảo lòng trung thành chính trị của quân đội. Vào ngày 26 tháng 6, ông Bùi Mẫn Hân, giáo sư tại Đại học Clement McKenna. Vào ngày 26 tháng 6, ông Bùi Mẫn Hân, giáo sư tại Đại học Clement McKenna ở Mỹ, đã biết trên Bloomberg rằng mặc dù Tập Cận Bình không hài lòng vì quyền lực của đồng minh chính Putin đã bị suy yếu nghiêm trọng, nhưng ông ấy cũng đang tìm kiếm sự khoan dung từ cuộc nổi loạn của Wagner. Ông Bùi Mẫn Hân viết, mặc dù cho hề đã kết thúc không đổ máu, nhưng nó vẫn khiến Putin bẽ mặt và phơi bày những dạn nứt trong chế độ của ông ta. Ông Bùi cho rằng dự báo về vụ binh biến của Wagner cũng nêu bật ít nhất ba rủi ro mà Tập Cận Bình không thể bỏ qua. Nguy cơ đầu tiên là ông Tập Cận Bình muốn đảm bảo sự trưng thành về chính trị của quân đội Trung Quốc đặc biệt là các chỉ huy cấp cao. Ông Bùi Mẫn Hân cho rằng ông Tập đã tiến xa hơn người tiền nhiệm về mặt này sau khi ông Tập lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Ông đã ngay lập tức phát động chiến dịch thanh trừng với danh nghĩa chống tham nhũng, hạ bệ hơn 100 tướng lĩnh cấp cao trong vòng 5 năm. Theo ông Bùi, các biện pháp tiếp theo của Tập Cận Bình để ngăn chặn binh biến còn bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng hơn các sĩ quan quân đội cấp cao, tăng cường giám sát các chỉ huy và luân chuyển tướng lĩnh thường xuyên hơn. Ngay cả khi những biện pháp phòng ngừa như vậy là làm giảm khả năng chiến đấu của quân đội, ông Tập Cận Bình có thể quyết định rằng cái giá phải trả cho việc để phòng sự bất trung trong một cuộc khủng hoảng là đáng phải trả. Rủi ro thứ hai mà ông Tập phải đối mặt là nhu cầu ngăn chặn xung đột trong quân đội nổi lên càng sớm càng tốt. Sai lầm rõ ràng nhất mà Tổng thống Putin mắc phải là thiếu sự phối hợp và hậu cần, làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Prigozhin và các chỉ huy hàng đầu của Nga. Và ông Tập không muốn lặp lại những sai lầm tương tự và sẽ không để những bất hòa trong quân đội bị công khai. Vài năm trở lại đây, việc đấu hổ trong quân đội của ông Tập trở nên trầm lắng. Việc chính quyền đối xử với các tướng lĩnh chỉ có thể thấy qua việc cách chức đại biểu quốc hội và cách chức chứ không có thông báo chính thức nào. Vào cuối năm 2021, có thông tin rằng Lưu Á Châu, một tướng lĩnh đã nghỉ hưu, đã bị kiểm soát kể từ năm nay. Nhiều phương tiện truyền thông Hồng Kông đã đưa tin về trường hợp của Lưu Á Châu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức chính thức. Nguy cơ thứ ba đối với ông Tập là bài học mà ông ta rút ra được từ cuộc binh biến Brigazin, chủ nghĩa dân tộc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng trên diện rộng, thực chất là con dao hai lưỡi. Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tỏ ra cứng rắn về vấn đề lãnh thổ và đưa ra đề xuất thống nhất cao về vấn đề Đài Loan. Thỉnh thoảng ông công khai nhấn mạnh dám đấu tranh với thế giới bên ngoài và truyền lửa cho các quan chức bên dưới. Giáo sư Bùi tin rằng những nhận xét quá mức về chiến binh sói của các can chức Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tạo ra những kỳ vọng không thỏa đáng. Và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan có thể đánh bại những kẻ mạnh bằng cách giao giảng những lời hùng biện, thậm chí còn cực đoan hơn như Brazil đã làm với Tổng thống Putin. Thưa quý vị, mục tin quân sự của DKN đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.